Ba em xịt bọc tóc khá là có tiếng trên thị trường và trải nghiệm của mình. Đầu tiên là em đang Cocoon nha. Em này thì mình xài được 3 chai rồi, mình không có giữ lại vỏ lọ đây, nhưng mọi người có thể xem video nha. Mình dùng cũng được phải 3-4 chai rồi á. Nhưng mà phải nói là cái hiệu quả của em này nó rất là nhẹ so với mình nha. Có nghĩa là cái kích thích mọc tóc của nó khá là chậm. Có khi là cái tóc con nó chưa kịp mọc ra thì cái tóc cũ đã rụng mất tiêu rồi, nên thành ra là mình không thấy cái hiệu quả mọc tóc rõ ràng đối với bản thân mình. Thứ hai là cái em xịt mọc tóc Dr. For Hair này, thì cái em này có ưu điểm đó là kích thích mọc tóc tốt hơn nhà Cocoon. Tóc con cảm giác mọc nhanh hơn so với Cocoon, nhưng cái nhược điểm của nó là mùi hơi hăng nha mọi người. Thứ ba đó là em nhà Hason này. Cái em này thì mình phải dùng đến chai thứ tư, thứ năm thì mình cũng không nhớ nữa. Nói chung là cũng khá là nhiều rồi. Cái ưu điểm của nó thì nó khiến tóc mọc khá là nhanh nha. Như trước hai cái phần mai của mình thì nó không có tóc mới đâu mọi người. Nhưng mà sau khi cái em này lên ấy, nó đã đen trở lại rồi. Và nó có tóc con mọc ra. Nói chung là nó kích thích mọc tóc khá là ổn. Một ưu điểm nữa đó là xịt lên thì nó rất là thêm mát da đầu nha. Tuy nhiên nhược điểm của nó đó là mùi cũng khá là nồng nha. Ngoài ra một cái nhược điểm to đùng của nó là nó có kích thích mọc lông nha mọi người. Có nghĩa là người xịt lên da đầu, cái chất đó nó sẽ đi, nó sẽ khiến cho kích thích cả cơ thể mọc lông luôn. Clip trước ấy mình có chia sẻ với mọi người ấy, đó là khi mình đi chật lông ở bên Đông Á thì sau 2 năm lông cũng không hề mọc ra một xíu nào luôn. Và hồi đầu năm vừa rồi thì mình có đi qua Đông Á để chật lại, mặc dù là lông chưa mọc ra nhưng mà vẫn quyết định đi chật những cái phần mà nó hay mọc lông ấy. Nhưng mà lông đã bắt đầu mọc ra rồi mọi người, mặc dù là đã chật lông cách đây 4 tháng rồi nhá. Trong khi đó trước đó 2 năm là nó không hề lên lông. Thì mọi người phải hiểu là cái em này nó kích thích mọc lông nó kinh khủng như thế nào. Nên là mọi người rất là lưu ý khi dùng em này nhá. Nếu mà dùng em này thì mọi người nên dùng với cái liều lượng vừa phải thôi. Dùng em này xong tóc vừa mọc được một tí thì bắt đầu lại mất tiền đi chật lông thì nó cũng về nhau luôn.